bốn mặt cắt ngón tay cơ bản trong găng tay thủ môn. Đầu tiên đó chính là mặt cắt ngón tay lá farm, một trong những cái mặt cắt ngón tay lâu đời nhất trong làng găng tay thủ môn. Ưu điểm là gì? Ưu điểm là mang vào dễ dàng, hoạt động thoải mái, điểm tiếp xúc bóng nhiều hơn khi mà chúng ta bắt banh. Vì thế nên găng sẽ không được ôm vào bàn tay cho lắm, nên các bạn khi lựa chọn găng hãy chọn xuống 1/2 size. Tuy nhiên đây là một trong những mặt cắt ngón tay giúp cho bạn luyện form tay của mình một cách tốt nhất. Và cái thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là ngón Round Finger. Điều khác biệt ở cái ngón Round Finger này chính là cái ngón tay được cuộn tròn và tạo ra một form tay cong. Nó sẽ giúp bạn có cảm giác ôm gọn trái bóng chắc chắn hơn, kể cả khi mà lúc bạn ném bóng. Do vậy ở các đầu ngón tay nó sẽ bó và chặt hơn ngón platform. Điểm yếu của mặt ngón tay này là mút ngón tay và lòng bàn tay được may nối với nhau sẽ tạo nên một cái điểm cứng ở trong lòng bàn tay. Điều này sẽ gây khó chịu với một số bạn. Tuy nhiên đây là một trong những cái mặt ngón tay mà sau này mình sử dụng rất nhiều sau khi đã thử nghiệm qua rất là nhiều dòng. Tiếp theo số 3 là một loại mặt cắt được phổ biến ở châu Âu, đặc biệt là ở Đức, đó là mặt cắt ngón negative. Điều đặc biệt là các đường may của mặt găng với mút sẽ nằm ở bên trong găng. Điều này giúp cho găng tay chắc chắn hơn khi đeo vào. Nhiều người còn đánh giá nó mang lại cái cảm giác bắt bóng tốt hơn, cảm giác hơn và ném bóng chuẩn hơn. Tuy nhiên khi ném bóng và bắt bóng, dù chỉ là lần đầu tiên, thì mút ở các đầu ngón tay cũng có thể sẽ bị bong tróc. Đó chính là điểm yếu duy nhất của ngón negative. Cuối cùng đó chính là mặt cắt ngón hypercut. Đây có thể coi là ngón lai vì nó sẽ lai từ ba loại mặt cắt chính Black, Raw, Negra và sẽ biến thể kết hợp thêm một loại mặt cắt khác trên găng tay của mình. Hoặc biến thể nó có thể lấy trên chính cái ngón Raw hoặc Black hoặc Negra của chúng ta luôn. Như đôi quanh này các bạn thấy nó là ngón hai bếp Raw biến thể từ ngón Raw, cũng là form tay cong nhưng các đầu ngón tay nó đã làm xòe ra cho diện tích tiếp xúc bóng nhiều hơn. Video tới mình sẽ đi sâu hơn về các ngón hai bớt này. Còn bây giờ các bạn sẽ chọn mặt cắt ngón tay nào cho riêng mình, hãy comment bên dưới nhé.